Ecomart xin chào tất cả các anh chị. Chào mừng các anh chị đã quay lại với siêu thị điện máy Ecomart. Hôm nay thì em xin hướng dẫn anh chị cách sử dụng ống siêu tốc của Kangaroo có model KG353. Đối với dòng ống siêu tốc của Kangaroo thiết kế bằng inox thì chúng ta sẽ nhìn quan sát thấy nút gạt nấu ở phía đằng dưới tay cầm. Đây ạ. Ở phía dưới tay cầm thì chúng ta sẽ có nút gạt nấu như này nhá. Khi chúng ta cho nước vào chúng ta gạt xuống thì đèn sẽ hiện lên ở cái nút này, nút gạt nấu đây ạ. Và khi mà sủi thì nãy nó sẽ nảy lên. Còn khi mà mở ấm thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở phía tay cầm đây ạ, có một nút gạt, chúng ta chỉ bấm vào thì chúng ta sẽ mở được ấm ra. Đó, đó là cách sử dụng cơ bản. Tuy nhiên thì trong sử dụng thì em có một lưu ý mà em muốn anh chị lưu ý giúp em, rất nhiều khách hàng mắc phải. Đó là ở phía ấm chúng ta có thể nhìn thấy mức min và mức mắc ở trong cái thành ấm như thế này rồi ạ. Nên chúng ta không cho mực nước dưới min hoặc không vượt quá mắc để làm sao trong quá trình sử dụng ấm được hoạt động tốt nhất và hiệu quả nhất. Đó là lưu ý mà em muốn anh chị lưu ý giúp em trong quá trình sử dụng. Và để biết thêm thông số kỹ thuật hoặc các thắc mắc mà anh chị muốn được giải đáp thì anh chị liên hệ đến số hotline 0243 965 6067 hoặc anh chị qua gian hàng tại siêu thị điện máy Ecomart tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh để được gặp các bạn nhân viên tư vấn kỹ hơn về sản phẩm. Ecomart xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo.